sao em không lo ngủ cho khỏe, thích làm gì vào giờ này vậy em? Em đã ngủ được một giấc rồi anh à. Anh nên đi nghỉ một chút đi anh. Không, anh ráng vẽ cho xong bức tranh này đặng sáng mai giao cho người ta em à. Em mới sanh còn yếu lắm, đi nghỉ đi em. Vâng, nhưng một lát nữa anh cũng đi nghỉ nha anh. Em trông anh đã mệt lắm rồi đấy. Em nghỉ đi. Đôi mắt tao bỗng nhiên mờ cả vậy kìa. Có lẽ nào, trời ơi, không nhìn thấy gì cả. Trời ơi, quả thật ta đã mù rồi. Kìa, việc gì vậy? Anh Hải, mặt anh sao vậy? Trời ơi, anh không nhìn thấy được em à. Trời ơi, em. Anh Hải ơi, anh đã mù rồi. Anh đừng, không em nhìn đừng thấy khóc. Em. Đừng khóc em à. Anh nhức đầu quá nên cặp mắt nó mờ. Vài bữa nó hết rồi, có sao đâu em. Không, anh đã nói dối em rồi. Anh đã mù thật rồi mà, trời ơi. Em nha, em đừng khóc. Em cần phải đủ nghị lực đối phó với ngày mai. Vâng, em biết rằng rủi ra anh phải mang tật suốt đời, thì bổn phận em phải lo gánh vác việc gia đình để cho tròn đáo làm vợ làm mẹ và đáp lại tấm lòng chung thủy. Em nghe ơi, gia đình ta vừa trải qua bao khổ nạn mà trời còn bắt anh phải chịu cảnh thê lương đòi đoạn tháng năm dài. Em nghe ơi, em trở nên bi thang nức kỳ nở ai hoài. Em can đảm lên để vượt cho qua khỏi cảnh đời quan nghiệt éo le. Chúng ta đã dấn thân trong quãng đường gió bụi trong gai thì đắng cay chua chát ý mặn nồng. Có nghĩa ly chi với tâm lòng mà chung thì ta xa lìa nơi cô quan sống bên đi nhau cho vẹn hối thâm tình. Đem giọt chi mồ hôi hầu đặng xây dựng mái gia đình. Em đã đem sức mòn tài hèn cùng anh đi tìm kế mưu sinh. Không kể thời gian kinh thường sức khỏe đến đổi, hôm nay anh chịu cảnh thật ý nguyện thì thôi gánh nặng gia đình kế gia từ đây anh phải cậy nhờ em. Anh Hải ơi, cố gượng làm khuây tôi dòng cho cứ đôi lá chở, nhìn mặt anh em tan nát cả tâm. Từ đây còn chi nữa mà mong, bao nhiêu cảnh sắc cùng dĩ nguy nga, bao nhiêu hy vọng tương lai của một thời thanh xuân tươi nhà đẹp. Kể từ đây phải nhà vùi chôn trong đôi mắt khi tật nguyền. Làm việc thay anh, nhưng anh nuôi lòng người nham hiểm tinh mơ. Và trong cõi đời vật chất khi phù hoa, mấy ai là kẻ biết thương người lỡ dần. Còn em là thân đàn bà yêu đuối, mà lại phải gian thân trong sương gió cuộc đời. Anh Hải ơi, em nhìn anh mà lòng em sẽ tắt. Cách đây
thở trời ghen ghét đi một kiếp đi tài hoa. Anh Hải ơi, anh vẽ xong bức ảnh cho người ta chưa? Ủa, chị Nga, anh Hải bệnh hả chị? Mà sao chị khóc vậy? Chị Sương ơi, anh Hải của tôi đã... Đã sao hả chị? Anh Hải tôi đã mù rồi chị. Anh mới đau khuya này nè. Cặp mắt của anh thì yếu lâu rồi. Hồ khuya này nó cứ mờ lần đi. Bây giờ thì anh không còn trông thấy gì hết trơn hết trời chị. Thiệt là khổ. Bây giờ chị phải làm sao chứ trong gia đình chỉ có một mình anh. Anh đau như vậy thì tiền đâu mà lo cơm lo gạo chạy thuốc chạy thầy. À, để tôi giới thiệu chị với ông chủ của tôi. Nếu chị chịu và anh Hải bằng lòng thì tôi sẽ hỏi giùm mà cái việc này với chủ của tôi. Mai ra chị sẽ thành thôi khỏi lo cơ cần quán ngày tiêu mục. Mặc dầu lương chẳng bao nhiêu nhưng trong nhà đang rối ren thì cũng là đỡ chứ ít đâu. Hôm nay cô đến sở làm hơi trễ. Chào ông. Dân, vì có chút việc nhà nên em đến hơi trễ. Thưa cô, không dám nào. Cô cho tôi hỏi thăm chút việc. Dạ, ông muốn hỏi thăm việc chi à? Thưa cô, hình như cô mới vào làm tại đây không lâu. Cứ trong vẻ mặt của cô, tôi đoán biết là cô có điều chi phiền muộn mà không tiện giải bày. Nếu cô không cho tôi là người có tấm tộc mạch, tôi xin lấy danh nghĩa một người bạn đứng đắn để chia sớt nỗi buồn ố ẩn kia và mai ra có giúp ích cô phần nào chứ. Được ngày chiếu cố đến, còn gì hân hạnh cho bằng. Nhưng tôi sợ rằng cả một dĩ vãng đau buồn nếu đem ra kể lại cho ngài nghe, chỉ thêm bận lòng ngài thôi chứ chẳng ích chi chăng. Thưa cô, để cho cô khỏi thắc mắc gì cử chỉ có hơi đường đột của tôi. Đây, mời cô xem bức ảnh này. Đây là bức ảnh của vợ tôi. Cô thấy không, khuôn mặt của vợ tôi và cô giống nhau như hai giọt nước. Thưa ông, bây giờ bà... Vợ tôi đã chết rồi cô à. Vợ chồng tôi thành hôn chưa đầy 6 tháng. Vợ tôi bỗng mắc bệnh nặng. Tôi hơi sức lo lắng thuộc ta, nhưng cũng vô hiệu quả. Vợ tôi mất đi để cho tôi mang nặng mối hận khó quên. Tuổi xuân bóng chiều đã đời tơ duyên. Thời gian qua không dập tắt ưu phiền. Bởi ngàn năm đã vắng bóng vợ hiền. Nếu cô nhận tôi là bạn, cô có điều gì thắc mắc buồn đau, xin cô vui lòng tỏ thật những sự tình phân lại trước sau. Ông ơi, cảnh của vợ chồng tôi cũng não hề nào khác chi ông. Chàng là một thanh niên của gia đình trưởng giả giàu sang, vì tha thiết yêu tôi. Chàng mới bị mẹ cha hờn giận nên phải cam ý lìa bỏ gia đình cho nghĩ còn chứ chung tình. Sẵn nghĩ có ngày dễ nghĩ trong tay chúng tôi tạm sống lấp lây. Sau cơn đau chàng phải mù loà, còn tôi vẫn đàn bà. Phải ra làm cực nhọc, hầu đùm bọc cho nhau. Nghe cô kể lại một dĩ vãng đau buồn, tôi rất thấy làm ái ngại. Trước kia tôi chỉ muốn xem cô như một người bạn thôi. Nay hiểu rõ tình cảnh của cô, xin cô cho phép tôi gọi cô bằng chị, gọi ông ở nhà bằng anh, cho có vẻ thân mật hơn. Và sau này nếu có lẽ tôi cũng tùy phương tiện,
để giúp đỡ cho anh chị những gì trong môn một. Chừng này Nga chưa về, lạ mặt. Hay là... Mà không, Nga vất vả gì ta đến nơi mà ta sinh ta cũng nghi ngờ. Hôn nghiệp cho nàng quá. Nhưng tại sao chừng này nàng chưa về chứ? Đã 2 giờ khuya rồi. À, ta đã nhớ. Có người nói với ta rằng gần đây nàng có quen với một người siêu trọng, có xe hơi. Thì ra có lẽ đêm nay họ đưa nhau đi dạo ở đâu không biết chừng. Trời ơi, một người đàn bà trẻ đẹp mà đi chung với một người đàn ông giàu sang trong một chiếc xe hơi giữa đêm khuya thì... Thì chắc chắn xảy ra biết bao nhiêu chuyện lung tung. Trời ơi, con dâm phụ. Trong khi chồng bóng quán mù lòa lại đành trao thân cho kẻ khác. Nhưng mà không, ta không nên quy tội cho nàng. Nàng còn trẻ quá. Ta không có quyền bắt nàng khi bỏ một đời xuân sắc để sống như một người chồng đuôi mù tâm tối như ta. Ta phải đi. Ta phải đi. Bởi nàng như một bông hoa giữa vườn xuân mộng, mà ta thì tương lai hy vọng đã tiêu tàn. Ta phải ra đi để khỏi bằng cho lòng nàng. Nhưng ta chỉ thương cho con Nguyệt mới vừa lên 3 tuổi. Khi nó giật mình thức giấc thì bên mình vẫn bông cha. Dù sao con của ta nó là hòn máu ngây thơ vô tội. Nga ơi em hãy vì anh mà lo nuôi dưỡng đi, hầu qua ngày sau nó được thi nên. Tiếng kiển đâu đây vừa vang lên báo hiệu giờ cách biệt. Ta nương gậy trúc từng giá ngôi nhà quen thuộc để lần dò theo điếm cỏ cầu xuống. Nga ơi em đừng tìm kiếm muộn công, anh đã suy nghĩ kỹ chứ không phải giận hờn ghen tức. Anh đi đây là để cho Nga sớm mà tìm mà nguồn hạnh phúc theo qua đời qua tây phương là cái hương vàng. Còn thân anh thì anh khuyên em đừng có bận tâm nghĩ đến, bởi đắng cay lao khổ anh quen rồi anh tìm quên đáng giữa đời phong sương. Kìa, yeah, cô Nga, cô dắt cháu đi đâu vậy cô Nga? Anh Đạt ơi, không biết anh hỏi tôi anh phiền tôi việc gì mà anh lại bỏ nhà đi mất. Tôi kim ảnh gần 3 tháng nay cũng không gặp, tiền bạc đã hết, con tôi thì đã đau mấy ngày nay anh à. Nghe cô kể chuyện nhà tôi cũng muốn rớt nước mắt. Bây giờ để tôi chỉ cho cô một chỗ làm, mỗi tháng cô kiếm chút ít tiền để lo thuốc men cho cháu, cô có bằng lòng không? Tôi bằng lòng, nhưng nhà đó có ở gần đây không anh? Gần mà, cô coi kìa, cái nhà ở giữa đầu cầu có đèn đỏ đỏ xanh xanh là nhà bà chủ, bà làm ăn hiền lành. Vậy anh hãy đưa tôi đến đó gặp bà nói chuyện thử coi. Việc gì mà hễ có mặt tôi thì chắc chắn sẽ êm xuôi mọi bề. Đi con à. Có nhà không chị? Ai đó? Anh Đạt hả? Có mối nào không anh? Có, cái cô dắt đứa con gái đứng ngoài cổng đó. Trời ơi, có con nữa sao? Có con mà Đạt là thôi chứ. Đâu, tiền bạc đâu, đưa ít ghim xài coi nè. Có ở đây, đừng lo. Mà đưa anh phải bắt nó làm giấy đàng hoàng à. Được rồi, chị đừng lo. Cô Nga ơi, vô đây. À, đây là bà chủ nè, bà tử tế lắm. Bà bằng lòng nhận chị giúp việc nhà, trả cho chị mỗi tháng 500, cho chị mượn trước 1000. Đây, giấy đây, chị ký tên đi. Ờ, xong rồi. Dạ, giấy đây bà chủ.
Xong rồi à, được à, tôi đưa cổ vào trong buồng đặng cổ trang điểm đi. Trời ơi, sao lạ gì bà chủ? Bà bắt tôi trang điểm đi làm gì chứ? Hãy, cô đừng cãi bà buồn, cứ nghe lời bà cho bà vui. Nhưng mà tôi vào giúp việc nhà, mà bắt tôi phải trang điểm là có ý định gì chứ? Còn hỏi gì nữa? Vậy cô không biết đây là đâu à? Đây là đâu? Đây là lầu xanh. Cái giấy cô ký tên khi nãy đó là giấy cô bằng lòng bán mình vào nhà này, cô biết chưa? Trời ơi, người ta gạt gẫm tôi. Cái tên khốn nạn này nè, mày muốn giết hại cả một đời tao, đưa tao ra ngay. Ê, cô chạy đi đâu? Đã vào đến đây cô phải nghe lời người ta. Nếu đôi co thì chắc chắn sẽ ăn đòn. Thà tao chết chứ không làm đều nhơ nhốt. Bọn chúng bay là một lũ lưu manh, và chuyên môn đi gạt gẫm người ngay. Anh phải làm sao cho nó không biết tay. Tiền của tôi là tiền nước mắt mồ hôi. Chị đừng lo, cứ để mặt thằng này. Cô nghe, cô có đi trang điểm mau hay không? Không. Mày cãi hả? Cãi. Mày đánh con, mày đánh tao. Được rồi thì tao sẽ liều chết với mày. Ê, trời ơi, nó rút dao. Trời ơi, nó giết tôi. Trời ơi, đã. Chị có nhìn biết tôi không? Chú này kỳ quá à. Ai quen biết cái chú nào đâu mà cứ theo hỏi hoài à. Chị nghe, tôi là Thiện đây. Tôi quen với chị hồi chị còn làm công cho Kim Lăng Tủ Văn. Chị quên rồi à? Chị tỉnh lại đi chị nghe. Chị Nga. Nga ơi, Nga ơi, là Nga. Nga bên Nhật, Nga qua bên Tàu. Chị nghe. Chị tỉnh lại đi chị nghe. Chị hãy kể lại cho tôi nghe. Vì sao chị dân không vào chung hay không? Vì sao lại can án sát nhân? Trời ơi, ông Thiện. Ông Thiện. Khoan, tôi là Thiện đây, bạn của chị. Chị nghe, chị hãy kể lại cho tôi biết vì nguyên nhân nào đến độ chị phải gây ra trọng tội. Ngài ơi, cảnh khổ của tôi thật không lời lẽ nào phân tỏ. Chính trong khi đêm ngài từ giá tôi, khi tôi về đến nhà thì anh Hải đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Tôi đoán biết có lẽ anh đã nghi ngờ tâm lòng trong trăng của tôi, nên chàng mới hy sinh một kiếp tật nguyền để mong cho vợ được hoàn toàn hạnh phúc. Ngài ơi, từ đó tôi cũng lìa bỏ mái lều dột nát, ấm con thơ ngàn dặm hối tình chồng. Để tẻ chia cay đắng mặn nồng. Ngài ơi, mỗi công tìm kiếm nhưng vẫn mịt mờ tâm ca bóng chim. Thân của anh như chiếc lá vàng rơi rụng trong một chiều giông bão, và cuốn bay theo làn gió giật giờ. Phải sống trong u sầu tuyệt vọng tạm nương y nấu đi qua ngày nơi xóm chợ làng quê, cho đến khi trong lưng một đồng một chữ cũng không, thì bỗng đâu gặp kẻ mạnh tầm hắn gạt tôi vào chốn lầu xanh. Dập diều ông bướm và đá toàn y làm cho tôi tí tan nát y cả một trời. Ngài ơi, trong lúc tức giận điên cuồng tôi lỡ tay giết ngắn. Khi tội án nặng nề tôi phải chịu đến ngày nay. Chị nghe, xin chị an lòng. Tôi hy vọng công lý sẽ thấu rõ quan tình của chị, để chị được trở về với tự do và ánh sáng. Anh Hải, ai vậy? Tôi đi kiếm anh đây anh Hải. Có lẽ ông đã lầm rồi, tôi không phải tên Hải đó ông à. Anh Hải, anh đừng vô tôi.
Tôi đi kiếm anh gần một tháng nay, nhưng không ai biết tin tức anh đâu cả. Rồi nhờ có người nói lại với tôi rằng anh hiện ở trong viện Tây Bắc, nên tôi vào đây để cho anh hay một chuyện. Ông ơi, tôi đã bảo với ông rằng tôi không phải tên Hải, và tôi cũng không có chuyện gì để nói với ông cả ông à. Tôi xin chào ông nhé. Khoan, anh Hải, chị Nga hiện đang bị giam trong cam đường, anh không hay biết gì hết sao? Trời, Nga vợ tôi làm gì nên tội chứ? Chị Nga đã can tội sát nhân. Trời ơi, trời. Ông ơi, ông làm ơn nói rõ có tại sao vợ tôi lại giết người để phải chịu mang dòng lao. Anh Hải ơi, trong khi anh bỏ ra đi vì nỗi hờn ghen vô lối, thì chị Nga cũng lặn lội tìm anh tận bốn phương trời. Chị ẩm con đi trong gió lạnh sương mờ, chị quyết tìm gặp anh để giải bài điều hơn thiệt cho nguôi niềm sâu hẳn nhớ nhung. Anh Hải ơi, chị Nga là người vợ thủy chung không hề đổi dạ, mà anh lại lầm tưởng vì bá phụ qua vật chất cho nên chị đã manh tâm đi học thói phụ phàng. Chỉ nào có quên được những ngày đã cùng anh sống cạnh cờ. Anh Hải ơi, cũng bởi anh đã nghi ngờ chị đã đổi trắng thay đen, cho nên chị mới lặn lội tìm anh cho rõ điều đen trắng. Chị có ngờ đâu đường đời còn dễ đầy những chông gai, cho nên chị mới bị lũ giả tâm nó đưa chị vào đường ông bướm. Rồi chị mới quyết giữ vẹn tiếp tinh, thà là mang trọng tội miếng cùng anh cho trọn nghĩa vợ chồng. Anh Hải, anh vui lòng để tôi đưa anh về nhà tôi tỉnh dưỡng. Dạ, có lẽ một ngày gần đây anh sẽ được hiệp hạc với chị Nga. Chị Nga, nhờ công lý khoan hồng, hôm nay chị đã được trả lại tự do. Còn đây, đây là anh Hải và cháu Nguyệt, tôi đã tìm về đây cho chị. Anh Hải, em nghe, em ơi anh có ngờ đâu sau khi rời bỏ gia đình thân em phải mang dòng tù tôi. Hai bạn ơi, từ đây hết cơn khổ nạn, hai bạn hãy cùng nhau nối lại mối duyên. Hai bỏ những cơn phiền muộn tháng năm dài, cũng bởi nơi con tạo khéo xuôi điều cay nghiệt lá lai, nên mới gây ra cảnh phong ba bão bùng mưa gió, làm cho đôi quyền ương phải đành cam đôi ngã chia lìa. Chỉ có ông như giữ dạ chân thành, ông chính là một đại ân nhân của mọi gia đình. Trước khi kia tôi đã hiểu lầm ông, nên mới bỏ ra đi để gây bao điều chia ly ngang trái. Mãi cho đến nay tôi biết kỳ ông là người có dạ hảo tâm, có tâm lòng bác ái, làm cho tôi thêm cảm động tôn cùng.
chồng tôi có ngày gặp gỡ nhau đây cũng là nhờ ngài hết lòng bao bọc. Và đứa trẻ kia còn được trở về cùng cha mẹ, chó cũng nhờ ngài hết già lo toan. Gia đình thì tôi được mừng vui tay họp, thì ơn đức khi ngài quá đổi nặng ngày. Ngài ơi kể từ đây cho đến ngài nhắm mắt, ơn tổng của ngài vợ chồng tôi nhớ mãi không quên.